Để trả lời cho câu hỏi là sản phẩm này có hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang hay không? Trên tay của Hương đang là serum Iruma, được quảng cáo rằng sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị nám, điều trị tàn nhang và làm sáng da chỉ sau khoảng 4 tuần. Vậy thì sản phẩm này có thực sự hiệu quả như lời quảng cáo hay không? Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay nha. Và như thường lệ, Hương sẽ phân tích về bảng thành phần của em Iruma này. Tiếp theo sẽ phân tích kết cấu sản phẩm này, cũng như là sẽ test thử trên da để chị em có thể thấy. Và cuối cùng mình sẽ đánh giá xem sản phẩm này có thực sự hiệu quả hay không và sẽ phù hợp với tình trạng da nào. Vì vậy chị em hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Đầu tiên là về giá thành của em Iruma này, thì thực sự đây là một cái sản phẩm được sản xuất bởi hãng Lime, là một hãng khá là nổi tiếng của Mỹ. Cái sản phẩm của hãng này thường được đặt là phân khúc tầm trung hoặc tầm cao cấp vì có giá thành rất là cao. Hương lấy ví dụ như cái sản phẩm Iruma này với dung tích là khoảng tầm 30ml như thế này thì sẽ có giá là khoảng tầm 1,9 triệu cho em ạ. Đó. Và nếu như mình chăm chỉ dùng hàng ngày thì sản phẩm này đâu đó chỉ khoảng tầm 1 tháng đến hơn 1 tháng thôi là mình sẽ hết cái chai sản phẩm này rồi. Vì vậy để khi mà mình mua cái sản phẩm này mà để duy trì lâu dài ấy, đó, thì nó cũng là một cái sản phẩm được đánh giá rằng là khá tốn kém đối với chị em chúng ta, đúng không? Và chúng ta cùng đi xét về bảng thành phần của em Iruma này nhá. Thì ở đây sẽ có 4 cái thành phần chính được đưa ra. Đầu tiên chính là cái chanesamic acid này, nồng độ là 3% này. Tiếp theo là có niacinamide. Tiếp theo là AHA và tiếp theo nữa là vitamin C. Thì đây đều là những cái hoạt chất, những cái thành phần mà rất là quen thuộc đối với chị em chúng ta. Tất cả đều hỗ trợ làm sáng da này, tăng tốc đổi mới tế bào này và làm da của chúng ta có thể là mờ thâm này, mờ nám này. Đầu tiên sẽ là cái thành phần chanesamic acid nhá. Thì ở đây hãng đưa ra nồng độ 3%. Nếu như xét về nồng độ 3% này thì đây là một con số khá là hợp lý. Bởi vì cái chanesamic acid này thì Hương thấy rằng thứ nhất là rất ít hãng làm cái thành phần này. Đó. Cũng có thể là do cái thành phần này nó khó bảo quản hay là tác dụng trên da cần phải bọc phân tử hay là sản xuất như thế nào đó. Nhưng Hương thấy rằng rất là ít hãng sản xuất cái thành phần này để hỗ trợ làm sáng da. Mặc dù đây là một cái thành phần mà có khả năng hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang nó rất là tốt. Nếu như so sánh cái thành phần chanesamic acid này đối với hydroquinone này hay là arbutin này, đó thì nó cũng có tác dụng tương tự. Tuy nhiên cái khả năng thích ứng trên da nó rất là thấp. Do vậy thì hãng nói rằng là cái sản phẩm này hầu hết là nó sẽ không gây kích ứng cho da mấy và phù hợp với hầu hết tất cả mọi loại da. Có thể dùng được trên cái nền da mà hơi yếu một xíu vẫn có thể dùng được. Tiếp theo là thành phần niacinamide này. Thì đây cũng là một thành phần rất là quen thuộc rồi đúng không? Niacinamide thì sẽ hỗ trợ chúng ta làm sáng da này, sẽ khít lỗ chân lông nữa. Và một thành phần nữa là vitamin C. Thì có một điều rất đặc biệt ở đây khi Hương tìm hiểu này. Tức là cái chanesamic acid như Hương vừa chia sẻ ở trên, nếu như mà sản xuất cái thành phần này mà có thể là khi mà dùng một mình nó thì khả năng trên da tác dụng nó không được hiệu quả cao. Nhưng mà khi mình kết hợp với cái chanesamic acid này, với niacinamide này và vitamin C này, thì cái khả năng mà giúp da chúng ta nó sáng hơn này, tăng hiệu quả của cái chanesamic acid lên nó rất là nhiều. Đó. Và thêm nữa nhá, là cái niacinamide này nó còn giúp chúng ta là kháng viêm này, chống dị ứng này và giảm kích ứng da. Đó thì đây được coi là một cái bộ ba thần thánh và được gọi là cái key của sản phẩm này khi mà sử dụng trên da của mình. Còn đối với cái thành phần AHA thì thực ra mọi người hay nghĩ rằng là một cái sản phẩm mà nó có khá là nhiều cái thành phần làm sáng da rồi lại thêm một thành phần tẩy tế bào chết vào đấy, thì các chị em mình thường lo ngại rằng sản phẩm này có thể làm bò mòn da này hoặc có thể dễ gây kích ứng cho da. Nhưng thực tế thì cái thành phần AHA ở đấy thì thêm vào một xíu thôi để hỗ trợ thêm là tăng tốc đổi mới tế bào và làm cho cái sản phẩm này có thể thẩm thấu được vào da tốt hơn. Đó, tức là hàm lượng của cái em AHA này nó thấp thôi, chứ đây không phải là một sản phẩm chuyên dụng có AHA để hỗ trợ là tẩy tế bào chết. Do vậy chị em mình có thể suy ra rằng đây là một sản phẩm mà làm sáng da nó rất là nhẹ nhàng và hầu như là nó sẽ an toàn trên da của mình nha. Rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau test kết cấu sản phẩm nhé. Thì đây Hương sẽ lấy sản phẩm ra để chị em thấy này. Đó, thì do có vitamin C ấy, nên khi chị em mình dùng một thời gian, ở đây Hương đã dùng khoảng tầm vài tuần rồi, nó sẽ hơi bị oxy hóa ở trên này, nhưng mà không sao hết chị em ạ, bởi vì là cái sản phẩm này được thiết kế là cái nắp bên trong ấy nó rất là khít thôi, do vậy mình đóng nắp chặt vào ấy, thì sản phẩm này nó vẫn bảo quản rất là tốt. Và đây là kết cấu sản phẩm chị em nha. Đó, dạng serum khá là đặc và có màu hơi vàng vàng nhẹ như thế này. Và về mùi hương thì Hương rất là thích những sản phẩm của hãng Imit này. Nó có một cái mùi cam tươi, nó rất là dễ chịu khi mình môi trên da. Hầu như những cái sản phẩm nó đều có mùi gì đó mà rất là thiên nhiên và rất là sảng khoái, làm cho mình khi bôi sản phẩm này mình cảm giác như là
giống như là đang kiểu ăn kẹo ấy chị em ạ. Nó rất là dễ chịu khi mà mình vô cái sản phẩm này. Nó khác hẳn hoàn toàn. Hương lấy ví dụ, đây không phải là chê nhé, Hương lấy ví dụ như sản phẩm retinol của ZO đúng không? Hôm trước đã chia sẻ rồi. Thì thực sự sản phẩm rất là tốt, nhưng mà cái mùi hương của nó thì không được gọi là dễ chịu cho lắm. Rồi và bây giờ Hương sẽ test thử sản phẩm lên trên da mặt nhé. Thì đây là dạng serum, thì để cho sản phẩm được gọi là thẩm thấu tốt nhất trên da thì Hương sẽ làm ẩm cái da mặt nhé. Thì đây chính là nước lọc bình thường, sẽ xịt để làm ẩm da mặt này. Đó. Và sản phẩm này có một điều bật mí đến chị em là nếu như chúng ta mà muốn sản phẩm này nó tác dụng tốt trên da thì mình phải dùng cái lượng hơi nhiều một chút nhá. Tức là khoảng tầm 5 điểm ấy, 5 điểm trên da như thế này. Còn nếu mình dùng ít quá ấy, thì nó sẽ không có tác dụng trên da đâu. Do vậy Hương vừa nói ở trên ấy là sản phẩm này nó hơi mắc tiền, bởi vì là mình dùng đâu đó phải cỡ 1 tháng là mình phải hết cái sản phẩm này rồi chị em ạ. Một cái mùi cam rất là dễ chịu. Đây là một cái dạng serum điển hình. Do vậy khi bôi trên da Hương cảm giác rằng nó rất là mát và sản phẩm đang thấm hút vào da rất là nhanh, và Hương không thấy có cảm giác bết dính này, hay là nặng mặt này, hay là khó chịu khi mà mình bôi lên trên da đâu chị em ạ. Và Hương cũng không cảm thấy có cảm giác là nóng mặt. Thực ra thì làn da của Hương là một làn da rất là khỏe. Tuy nhiên thì đã trải qua rất là nhiều các chị em test sản phẩm này và dùng sản phẩm này, thì hầu như Hương thấy rằng các chị em đều không có cảm giác là bị châm chích này, bị nóng mặt này, hay là bị rát khi Hương bôi cái sản phẩm này. Đó, và đây chị em thấy không ạ? Chỉ khoảng tầm 20-30 giây thôi, sản phẩm đã thẩm thấu được vào da rồi. Đó. Và nếu như những cái sản phẩm mà có những cái thành phần đặc biệt như thế này và được cho ở cái dạng serum ấy, thì khả năng thẩm thấu vào da sẽ tốt hơn rất là nhiều, và tăng cái khả năng công dụng của sản phẩm lên. Tức là sẽ hỗ trợ chúng ta làm sáng da rất là tốt, và đồng thời nó còn cấp ẩm thêm cho da của mình nữa. Và sau khi test thử sản phẩm này thì Hương nhận định rằng là sản phẩm này hầu như là mình sẽ phù hợp với các cái tuýp da khác nhau. Có nghĩa là mình có thể dùng nó trên làn da, ví dụ da của Hương là da dầu mụn này, hoặc là da thường, da khô đều phù hợp. Bởi vì thứ nhất là nó là dạng serum không, nó thẩm thấu vào da rất là tốt, và khả năng trên da nó không hề gây bí da hay là kích ứng cho những cái làn da, hoặc là có thể là một số da ấy, khi mình điều trị nám, điều trị tàn nhang, mình lại dùng những sản phẩm có kết cấu nó quá là đặc, bí da thì có khả năng sẽ lên mụn. Thì đây là một sản phẩm mà nó rất phù hợp đối với tình trạng da mà lỗ chân lông to như thế này, thì nó sẽ không làm cho da chúng ta bí và lên mụn. Thì ở đây Hương có một lưu ý nhỏ dành cho chị em nào đó mà có tình trạng da dầu này, lỗ chân lông to, muốn làm sáng da này, hoặc là bị nám, bị tàn nhang nhá. Thì khi mình chọn những sản phẩm làm sáng da hoặc là điều trị nám tàn nhang, thì hãy lưu ý chọn những sản phẩm có kết cấu, ví dụ dạng serum này hay là dạng lotion ấy, nó mỏng nhẹ thôi, để nó không gây cho mình bị bí da và lên mụn nhá. Chứ nếu không, mình mà đang điều trị nám này, mình làm các sản phẩm nó bí da này, thì da mình bí này, nó lại lên mụn này. Thì có rất nhiều chị em gặp tình trạng này rồi. Tức là điều trị nám xong thì da lại lên mụn, và mình bị gián đoạn trong quá trình điều trị nám ấy, mình phải ngưng lại và mình điều trị mụn trước ấy. Rồi và sau khi test thử về kết cấu sản phẩm này và cũng như bảng thành phần của em này, thì chúng ta sẽ đến phần 3 là những cái tình trạng da như thế nào sẽ phù hợp với cái em serum Illuma này. Tình trạng da đầu tiên phù hợp là tình trạng da thâm mụn chị em nhé. Tức là các vết thâm sau mụn ấy. Nếu chị em nào đó mà điều trị mụn xong trên da còn rất là nhiều vết thâm, thì thực sự em Illuma này là một sản phẩm mà Hương nói rằng là nó rất là hợp lý luôn. Vì nó là serum này, phù hợp với tình trạng da dầu mụn, và có 4 cái thành phần Hương vừa chia sẻ ở trên, nó làm sáng da một cách rất là hiệu quả đó, và hỗ trợ thêm chúng ta trong việc cấp ẩm cho da, làm da của chúng ta nó căng hơn ấy. Đó, vì vậy chị em nào đó mà muốn điều trị thâm mụn nhá, thì mình dùng cái sản phẩm này. Tiếp theo là tình trạng da của chúng ta mà nó không đều màu, mình mong muốn sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên ở đây nhá, nó chỉ hỗ trợ chúng ta làm đều màu da. Còn để nói rằng sản phẩm này mà nó bật tông lên khoảng tầm 2-3 tông, làm da của chúng ta sáng hẳn lên, thì đó thực sự là điều không tưởng chị em ạ. Có nghĩa là nó sẽ duy trì chúng ta, làm da chúng ta đều màu, và nếu có sáng hơn thì cùng lắm là chỉ nửa tông đến một tông da thôi. Và nếu như để chúng ta mong muốn rằng một sản phẩm serum này mà hỗ trợ chúng ta làm trắng da hay sáng da ấy, thì cái thời gian mình sử dụng sản phẩm này Hương nghĩ rằng ít nhất cũng phải tầm trên khoảng 12 tuần nhá. 12 tuần tức là khoảng tầm 3 tháng không? Tức là mình phải dùng đến khoảng chai thứ 3, hết chai thứ 3 này thì thực sự mình mới thấy có hiệu quả. Còn nếu như mình muốn làm sáng da này, mình chỉ sử dụng có một cái chai này thôi, thì Hương nghĩ rằng hiệu quả sẽ không cao. Và cuối cùng để trả lời cho câu hỏi là sản phẩm này có hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang hay không, thì đây là một sản phẩm có khả năng điều trị nám và tàn nhang nhé, nhưng mà chỉ là nám và tàn nhang ở cái thể nhẹ thôi. Còn nếu chúng ta bị nám nặng thì Hương nghĩ đây thực sự là một điều rất là khó, bởi vì trong em này sẽ có 4 thành phần, nhưng mà một sản phẩm mà có 4 in 1 đúng không, thì tức là mỗi thành phần sẽ có một xíu thôi, nó sẽ không đủ tác dụng mạnh mẽ trên da. Vì vậy nếu chị em nào đó mà mình có nám này hoặc tàn nhang ở cái thể nặng hơn ấy, thì mình có thể kết hợp thêm cái em Illuma này
với những sản phẩm khác. Hương lấy ví dụ như chúng ta có thể kết hợp là Iroma thêm với cả là Avutin nữa này, hoặc là Niacinamide thêm, hoặc là vitamin C thêm, và có thể thêm một cái sản phẩm như là Retinol, ví dụ như Retinol của ZO này, hoặc là Tretinoin nữa, thì mình kết hợp khoảng tầm từ 2 đến 3 cái sản phẩm vào thì nó mới có khả năng hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị nám và tàn nhang. Còn nếu chỉ có một sản phẩm này thôi thì thực sự nó rất là khó. Và quy trình bôi sản phẩm Iroma này của chúng ta thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng vừa chia sẻ rồi thì mình có thể dùng vào buổi tối chị em nhé. Đó, nên dùng vào buổi tối thì sẽ tốt hơn. Mình sẽ dùng là tẩy trang này, sau đó là sữa rửa mặt này. Sau đó mình có thể sử dụng một em toner hoặc là em serum HA. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái em Iroma này là dạng serum. Và cuối cùng mình nên sử dụng một sản phẩm dưỡng khóa ẩm ở phía sau. Đó, tùy tình trạng da của mình thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm khác cho phù hợp nha. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về sản phẩm Iroma này. Vậy thì chị em hãy xem rằng da của mình có thực sự phù hợp với sản phẩm này hay không nhá. Và trong quá trình skincare, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.